Alo, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay đi đặng nha. Đi theo mình ở đảo Hải Đặng coi bắt được hải sản gì nha. Sao vậy? Quá kẹp không quá kẹp trời ơi. Quá trời ghẻ ơi. Mới vô. Mới nhảy xuống lụm được con bắt được con ghẻ bị kẹp luôn rồi. Bỏ tay xuống. Trời lên, trời ghẻ lên. Trời ơi, trời lên, trời ghẻ rồi. Sao trời đủ ghẻ kẹt nó còn thai luôn à. Trời 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 lại ghẻ kẹt. Mày bắt một cặp mà không trời trời lại lòng ấy. Trời ơi, quan tay ra. Ôm cặp lên mà không kẹp. Má ghẻ vậy. Cái con tay gì vậy? Đưa cộng với thùng này. Bỏ qua. Đi. Đừng có ý lắm. Rồi nhảy xuống hốc cặp lên đây.